em. Nhưng mà cái bờ của người ta cháy quá trời luôn. Cái đó là nhà của người ta ăn cắp dừa, ăn cắp dừa mình cứ chặt cứ thôi, cứ cháy thôi. Có trái nào mày cứ được mày cứ. Gọi thằng nó đứng ngay chân cả ngã cho người ta nhìn. Làm mà công khai. Ăn cắp dừa mà công khai quá bà con ơi. Chú Chí ơi, chai ruột đó chú Chí ơi. Mà làm vậy mày? Ăn cắp dừa. Cắp dừa cắp nguyên ruột vậy? Ông cắp trái thôi nha. Không nổi. Kìa, ở đằng này nó có cái lẻ kìa. Ăn cắp dừa mà giờ không nổi. Không cao không ngược chán kìa. Chú Chí ơi. À, chú Út lộm. Chú Út lộm mà. Ôi trời, con chị đó nha. Chứ không phải ai đâu á. Con chị nó vừa lấy thịt cái chén thì cái dọc cái gì theo tao không làm được. Là tao hết mờ hồn ngực mình rồi. Ủa sao mà dặn cái giữa nó muốn gãy luôn mà sao mẹ không bẻ luôn? Mẹ nó con chị nó làm ý sao bẻ xuống cho ta hốt hả? Không chú lộn mà chú đâu có nói gì đâu. Rồi hai chuối cho nó làm đi. Rồi cái giữa con ta xúc luôn rồi sao? Ừ, mặt rồi kìa. Có chuyện nó nhỉ kìa. Nè. Bồn chuồng nó chuối. Chú nhớ luôn nè, qua anh thấy cái chuối nó cái dừa nó lại đó. Đi qua bẻ đi. Bẻ bẻ. Gần rụng rồi. Gần rụng rồi. Ăn cắp dừa mà công khai. Ở trên cái ở trên. Nó ăn cắp dừa bà con ơi. Chết. Này gọi là công khai nè. ăn cắp mà công khai nè, lụm đừng thấy lên, đừng cho người ta thấy. Cái này chỉ là thấy vừa rụng nó lụm thôi, không phải là mình. Ừ. Ê mày hát phim hả? Thì ông trời không nhà hồi hái nhà vừa dốc không hái đi hái vừa ba hay chơi chơi. Ông ơi, ông ngồi ông đi vô ông ba ông có lấy cây ông có ông gặp mày bây giờ nè. Đi lụm dưới kia đi. Trời ơi. Khổ. Có ai nhìn không? Lụm đi. Lụm dưới giữa đó. Có ai nhìn không? Đừng hái nữa. Đừng có hái nữa. Đừng hái nữa. Đừng hái nữa con. Lụm dưới giữa đi. Nắm là nắm tay thông nguyên rồi. Sao không đứng trên đây nè, lôi nó lên. Trời ơi, con mẹ mày. Chưa có bị rượt. Con chị nó chưa bị rượt lần nào. Nên nó chưa có biết nó có hái. Rượt nó chắc đứt lần nó không hái. Má nhà lớn hả? Má nhà lớn nữa má.
sao mày la lớn? Hai đứa này nó chưa bị gượt lần nào mà. Sao mày la lớn quá vậy? Đi hốt xuống cái trái đi.